Dạ, con chào ngoại. Ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau, còn nhiêu đồ bắp. À, ngoại bán vậy đó hả? Dạ. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 75 rồi chứ. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Sức khỏe cái giò. Dạ. Bữa hổm đi ra nhà thương khám bệnh có 200 mấy người ta móc hết kìa. Dạ, trời ơi, hai mình nhẫn tâm dữ vậy. Rồi cái vô bác sĩ cho tiền. Dạ. Còn ngoại đi như thế này là ngoại ra ngoại mua đi bán lại hay ngoại hái ở nhà? Ở nhà. Trồng bậy được mới gì đó. Dạ. Còn ngoại bán là ngoại ginh vòng vòng vậy đó hả? Bưng vậy nè. Dạ. Một bánh đậu bắp này bây giờ ngoại bán bao nhiêu? Cái này bán 10 ngàn. Có 10 ngàn à? Nhiều quá trời luôn. Tại vì cái này nó rẻ tiền. Dạ. Ngoại bán như thế này thì ngoại có lo cho con cháu nào không? Không, vợ con cháu nó riêng tư cho mà nó cũng nghèo. Dạ. Rồi hai chồng già sống nhưng mà mai sau cũng ổng chết rồi. Dạ. Ổng thở không nổi á. Dạ, mất chưa? Chưa. Dạ, cái chưa. Chạy chữa không được. Dạ. Rồi ổng thở được. Dạ. Rồi ổng khẽ rồi chú. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Gặp ngoại là cái duyên. Đúng rồi. Bữa nay là con sẽ thay mặt chú Chí, một nhà hảo tâm ở Mỹ, tặng cho ngoại một phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Của ít lòng nhiều. Dạ. Chú Chí chúc ngoại năm mới sức khỏe. Dạ. Và mua mê bán đắt. Dạ. Chú Chí tặng cho ngoại 500 ngàn. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Chú Chí hả chú? Chú Chí. Dạ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Mừng lắm chứ chú ơi. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Gửi lời thăm chú Chí mạnh khỏe, mà ăn phát tài, phát đạt. Dạ. Có giúp đỡ cho người khổ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm cái này, dạ, ngoại bên đạo gì? Đạo Phật vậy hơi. Dạ, mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Không có máy nghe kinh mà có cháu ngoại đó, nó bắt cái gì lên đó rồi nghe. Dạ. Bữa nay con xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng pháp với kinh Phật nha. Dạ, cái đó mừng lắm ạ. Dạ. Nói muốn dữ lắm mà không có. Dạ, thì bữa nay chú Chí tặng ngoại. Cảm ơn chú. Dạ, con chào nội. Dạ, nó bán gì vậy nội? Nó bán gì đó con cháu nội ơi. Dạ, vậy là rau muống bào với bắp chú bào hả nội? Dạ, nó bán có nhiêu đây thôi hả? Sao nó bán ít quá vậy? Dạ, nội không có tiền. Không có vốn. Dạ, nhà bán như đây thôi. Bán nhiêu thôi. Dạ, mà nội đi mua đi bán lại hay là nội đi hái rồi nội bảo? Trời ơi, ta đem ra đây chứ nội đâu có hái được. Dạ. Bây giờ một ngày mà nội bán cái này mình nếu mà hên thì mình lời được nhiêu nội? Dạ, 10 ngàn hả con ơi. Ít dữ vậy hả nội? Ừ, dạ, còn nếu mà xui? Xui thì không có lời. Dạ, không có lời luôn. Ừ. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 77 rồi. 77, bây giờ sức khỏe của nội như thế nào nội? Nó tốt lắm. Dạ, chúc mừng nội. Cảm ơn con. Dạ, hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ, có một phần quà nho nhỏ tặng cho nội trong cái lần gặp mặt lần này. Cảm ơn con, thôi để tặng cho người ta đi con. Ủa sao nội không nhận? Kỳ quá. Dạ. Dạ, thì đây là tấm lòng. Mũi ba thọ quay hay vậy? Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí muốn lì xì cho nội trong cái dịp mà năm mới qua. Đây là con thay mặt chú ấy lì xì cho nội nha. Trời ơi, sao lì xì nhiều dữ vậy? Dạ, tại vì nhiêu đây thì nội mới đủ mua này mua kia nội ăn hoặc là uống. Nghe lời dạ, em tôi đi vậy cũng là tôi cũng thay lời cảm ơn chú Chí. Dạ. Chúc chú Chí được nhiều sức khỏe dồi dào đầu năm cho những cuối năm. Cảm ơn nội. Dạ. Dạ, thì chúc nội cũng giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Bữa nay nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Mừng lắm, vui lắm. Nội, để cho con hỏi cái này cái nữa nghe. Nội bên đạo gì? Hồi đó giờ nghe ta cha nói lại là nói mô Phật. Mô Phật thôi. Nhưng mà nội có thích nghe giảng kinh Phật không? Có. Dạ, nó thích nghe. Có cái em đó nó có tặng cho một cái máy. Dạ, gì cái máy gì đó. Dạ. Buồn cái bắt nghe liền. Dạ, mà bây giờ nó còn nghe được cái máy đó không? Được. Dạ. Mới tặng đây chừng 10 bữa. 10 bữa. Nửa tháng à. Nửa tháng nha. Dạ. Giờ thôi nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn con. Con xin phép cho nội. Dạ. Dạ. Dạ, con chào ngoại.
Dạ, ngoại đang lột thuốc hả ngoại? Sẽ là uống thuốc. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 78 rồi con. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Khỏe à, ngoại bây giờ đi xích sụi. Xích sụi, dạ. Là ngoại bị nhức quá hả ngoại? Nhức dữ lắm con. Dạ, bây giờ hiện tại là ngoại đang bán gì ngoài chợ nha ngoại? Ngoại bán vậy cho không có làm gì giờ sống được rồi phải bán đó con. Dạ, ngoại bán gạo muống ha, với gạo bào, với bông lục bình hả ngoại? Cái bông lục bình này mình để là ăn với cái gì vậy ngoại? À, chấm cá kho rồi ha, với lẩu rồi ha. Dạ, còn ngoại mày uống thuốc, ngày nào mày cũng uống thuốc hết nè ngoại? Ngày nào không uống là không được, không dạ. Chiều mắt đi chích nữa. Dạ, mà ngoại có tốn nhiều tiền mua thuốc không ngoại? Cũng bận bận mà ăn ngày nào thì chắc thuốc là nhiều hơn ăn. Dạ, trời nghe thương không? Bây giờ dạ. Bán được là chỉ mua thuốc thôi. Dạ. Mình chỉ sống có một mình nữa. Dạ, ủa, ngoài không có con cháu hả? Có mà, con cháu ở Tư Kiên hết rồi con. Dạ. Có ba đứa con ở Tư Kiên hết rồi. Dạ rồi. Bởi thành ra là giờ là chỉ có sống nhờ thuốc thôi. Dạ, à. Bán được nhiều dồn vô thuốc hết. Dạ. Nói cho ngay ở đây người ta thấy người ta cũng có cho tiền ngoại nữa. Rồi ngoại cũng đã cho thêm tiền. À dạ đúng rồi, à. Để mình mua thuốc rồi đó. À. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Rồi. Dạ. Nè nè bọc nè em. Thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Ừ. Còn hôm nay con xin phép một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Trong cái dịp này thì chú ấy có một cái phần quà tặng cho những hoàn cảnh lớn tuổi. Thì ngoại là một trong những hoàn cảnh có duyên với chú Chí. Thì đây là tấm lòng của chú Chí gửi tặng cho ngoại nha. Dạ con. Dạ đây, ngoại nhận, ngoại đếm thử giùm con coi ngoại được bao nhiêu. 500. Dạ 500. Trời đếm nhanh dữ vậy ngoại. À. Vậy là ngoại cũng cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Cái này chắc ngoại được 5 ngày. Dạ. Bữa nay mày nhận được phần quà mày cảm giác như thế nào? À, ngoài mừng lắm. Dạ. Được nhiêu đây mừng lắm. Ở dạ. Đây hai già này mà bán được nhiêu đây lâu lắm. Dạ, ngồi ngoài có nhắn gửi gì với chú Chí không? Có nhắn gửi nhà cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Cầu chúc cho chú Chí mạnh khỏe đang có khi nào chú Chí xuống cho ngoại nữa. Cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại cho con hỏi cái này cái nha. Dạ. Ngoại bên đạo gì? Ngoại đạo Phật. Dạ, mà từ đó tới giờ ngoại có mấy nghe kinh hay mấy giảng pháp không? Dạ có, mà ngoại có mấy nghe kinh. Dạ, nhưng mà ngoại còn xài không? Còn, dạ. Cũng có hoài tối á, thì vô mùng á, thì mấy đọc. Dạ. Cái máy cho ngoại cũng có 5-6 năm rồi con. Dạ, vậy thôi con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe kinh nữa nha. Dạ. À, tặng một cái máy mới, để nhiều khi cái kia nó thân. Ngoại cũng lâu rồi, 5-6 năm rồi. Dạ. Nhảy nhảy qua bán coi con. Dạ đây chú Chí tặng cho ngoại nha. Vậy là gì nói chú Chí cảm ơn nhiều dữ lắm nha. Dạ. Ngoại thì ngoại mê cái nào em tối thì vô mùng là đọc. Mà dạ, cái rồi. Kia người ta cũng cho mà lâu rồi con. Dạ. Ngoại cao đài có nghe cái này không ngoại? Đạo cao đài mình có nghe không? Phật Thích Ca không ngoại? Nghe. Ngoại nghe không? Ngoại nghe thì con xin chú Chí tặng cho ngoại luôn. Tặng cho ngoại luôn ha. Dạ. Ngoại giữ sức khỏe nghe. Dạ. Cảm ơn ngoại. Con cái đó chưa đủ con. Con thấy nữa xíu rồi. Không có con thấy vậy thì hai không thấy vậy được. Dạ. Phải giá. Dạ. Ngoại phải cho thêm nữa đó. Không được, dạ. Mới được. Dạ con thì ở Vĩnh Long. Dạ. Thương chưa? Con, dạ. Ơi, con cân giác nữa, con chết xuống dưới con nhẹ nhàng lắm. Ồ vậy hả ngoại? Dạ. Chứ đừng có để thiếu hơn ngoại ha. Không, đừng dạ. Để thiếu. Đừng có để non. Sao có thôi con. Ừ, dưới 50 ký nhiều quá nhưng mà đâu có chịu thôi. Rồi thôi ngoại nhìn sức khỏe con đi nha. Cảm ơn con nha. Chào hai ngoại nha. Chú chết nhiều lắm nha. Cảm ơn hai ngoại. Ba chân á, dạ. Anh Bình đó, vậy đó. Chào nội. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Ta 84 tuổi rồi. 84 rồi nội. Xe tôi đi lộn xe đụng gãy giò ngang đây chấp y nóc nè chấp. Dạ. Chấp y nóc dạ. Cần. Bây giờ hiện tại là nội đang ở đâu? Ở thuốc ở trong vùng xã Hòa Mỹ mà tôi không có ai nuôi chân, tôi đi hoài mình ơn đi. Dạ, một ngày này nội đi xin được bao nhiêu tiền? Được 40, 30, 20 con chừng. Ít dữ vậy hả nội? Ừ. Dạ, bây giờ sức khỏe của nội có đau nhức gì không? Cái giò đau chứ, cái giò này nó đau dữ lắm mà đi sáng giờ đi không nổi hả? Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Với giờ đừng nặng nặng cái đầu nãy giờ. Dạ. Bữa nay con thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Hả? Dạ. Ôi ơi, tôi gặp chú tôi mừng quá chị dạ. Lắm rồi. Em nghe kinh với anh chứ. Em nghe cái kinh với chứ. Chỉ có người già mới tặng được thôi. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt chú Chí ở Mỹ nha. Tặng cho nội phần lì xì nha. Ê. Dạ. Tôi ăn
quan ơn dữ lắm rồi. Sáng giờ tôi xin có 10,000 à. Thì bữa nay chú Chí tặng cho nội 500,000. Dạ rồi, tôi mừng quá tôi. Dạ. Tôi mang ơn chú dữ lắm mà chú Chí ơi. Dạ, cảm ơn nội. Nội ơi, nội cho con hỏi cái này nghe. Nội bên đạo gì? Đạo Hoàng Cà. Dạ. Con sẽ thay mặt chú Chí tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh nghe. Kinh Phật nghe. À. Dạ. Đâu? Đây. Chú Chí tặng cho nội nha. Rồi mình bắt làm sao nghe được hả? Dạ, ở trong đây nó nội chỉ cần gạt cái đó qua là nội nghe thôi. Vậy hả? Dạ, nó có sẵn hết trong đó rồi. Ừ. Nha. Nội không mở được thì nội nhờ mấy người cháu ha. Ừ. Mấy người ở chợ mở giùm nội nha. Ừ. Rồi, nội nhắn gửi gì với chú Chí không? Người đã tặng quà cho nội đó. Tôi gửi lời thăm chú Chí nhiều lắm, mang ơn chú Chí nhiều lắm hen. Cảm ơn nội. Nội giữ gìn sức khỏe nha. Ừ. Xin được nhiều hơn nữa ha. Ừ. Xin phép cho nội nha. Ừ. Chú Chí đi cứu mình khỏe hen. Dạ, cảm ơn nội. Tôi mừng quá rồi. Không biết nói làm sao, quan ơn chú Chí cho hết à. Dạ, cảm ơn nội nha. Xin phép cho nội. Dắt qua đi nha. Dắt qua rồi, dắt qua ra cái đường lộ dùm cái đây. Tôi dắt lương dắt vô á. Ở mà chơi nước thôi mà mở dắt vô là dắt ra. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Dạ. Có gì để em gặp ai khổ em liên hệ anh. Dạ. Anh cứ dắt giới thiệu với em là được hết rồi. Còn bà đó mà nãy giờ cũng chưa gặp. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 78 rồi. Ngoại cởi khẩu trang lên xem mặt đi. Rồi ngoại đi đâu nha ngoại? Đi ế thuốc. Dạ. Rồi xong ngoại biết con có cho quà mà ngoại lại vậy? Thấy mấy cô này nói tại... Dạ. Ngoại còn làm gì nổi không ngoại? Ngoại không có làm gì nổi chứ. Dạ. Thường ngày ngoại đi xin ăn chứ không có làm gì nổi. Dạ. Dạ, thường ngoại đi xin hả? Còn bữa nay ngoại đi khám bệnh hả? À, bữa nay ngoại bệnh quá, mấy ngày ngoại bệnh 5-6 ngày rồi. Dạ. Mà ngoại mua hết thuốc hết nhiều tiền? Hết 680. Dạ. Rồi tiền đâu ngoại có để ngoại mua thuốc? Con nó cho. Dạ. Với ngoại xin á, ngoại không có làm gì nổi chứ. Dạ. Ngoại bệnh năm nay mấy năm rồi, bú cường giáp. Bú cường giáp. Dạ. Rồi nó đau nhức mà khó thở ha. À, khó thở bằng đêm ngoại ngước không. Dạ. Rồi bữa nay mới đi lấy thuốc uống. Dạ rồi. Hôm nay gặp ngoại cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ tặng cho ngoại một phần lì xì nho nhỏ nha. Của ít lòng nhiều. Nha. Chú Chí chúc ngoại phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Cho ngoại nhiều, ngoại cảm ơn nhiều. Dạ, chú Chí tặng cho ngoại 400. Dạ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Ngoại may mừng lắm. Dạ. Ngoại cảm ơn mấy con nhiều. Dạ. Đồng hảo tâm cho ngoại. Dạ. Thường ngày ngoại cũng đi ăn xin chứ ngoại không có làm gì nổi. Dạ. Chứ bữa nay đi hết nổi mới đi ấy thuốc. Mới đi khám ha. Đi dạ. Khám. Thì chú Chí chúc ngoại phục hồi sức khỏe. Dạ, ngoại cho con hỏi cái này, cái là ngoại bên đạo cũng đạo gì vậy ngoại? Ngoại đạo Phật. Đạo Phật. À. Mà từ đó tới giờ ngoại có máy giảng kinh hay là máy nghe pháp không? Có, ngoại gầm mùng một là ngoại phải đi chùa. À không có, ngoại có cái máy để nghe không? Có nghe cái máy giảng kinh á. À, dạ. Mô Phật á. Dạ, vậy là ngoại có hả? À, ngoại có. Dạ. Rồi thôi con xin anh Chí tặng cho ngoại ha. Chú Chí tặng cho ngoại một cái máy giảng pháp nha. Dạ. Cái này chẳng những có mua Phật mà còn có giảng pháp nữa. Dạ. Ngoại mỗi khi đau nhức ngoại gán bật lên để nghe ha. Bật nghe. Dạ. Ôi, ngoại cảm ơn. Dạ. Chú Chí dạ. Nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc ngoại phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Xin phép chào ngoại nha. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2024. Bữa nay nếu mà tính theo dương lịch là ngày quốc tế phụ nữ, thì em xin mến chúc các chị cũng như là các cô, các bác phụ nữ
sẽ có thêm nhiều cái niềm vui trong ngày lễ này, và ngày càng xinh đẹp hơn nữa, và gặp nhiều may mắn trong cái cuộc sống của mình, và nhất là sẽ nhận được nhiều cái món quà yêu thương từ người thân cũng như là bạn bè của mình trong ngày hôm nay. Dạ, thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị, em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi đến một cái khu chợ có tên là chợ Cầu Móng. Chợ Cầu Móng này hình như chắc có vẻ là ở tại Hậu Giang thì phải. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến đó để trao tấm lòng của anh Chí Nguyễn, mà em đang nhận cái số tiền của anh ấy đây là 10 triệu để tiếp tục sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, kèm theo đó là những cái máy giảng pháp của anh ấy mà gửi đến em để trao đến những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ, bây giờ em mời cô chú anh chị cùng đi chợ Cầu Móng chung với em nha. Từ đó giờ thì em cũng nghe chợ Cầu Móng mà nào giờ không biết nhớ ra sao như thế nào. Nhưng mà em thì em cũng ngày hôm qua thì em cũng có đi ngang đây và em cũng đã thấy. Là em quyết định sáng nay là em sẽ thay mặt anh Chí để hỗ trợ cho bà con khó khăn tại đây. Ở đây không biết phải cây mắc cỡ không cô chú anh chị, cây mắc cỡ mà hoa nó rất là đẹp luôn nè. Ôi nó có trái luôn cô chú anh chị ơi. Cái khu vực mà chợ Cầu Móng này nó nằm ở trên một cái tuyến lộ cũng tương đối khá là hẹp, chứ là kiếm cái chỗ bãi xe nó cũng hơi khó cô chú anh chị. Và hôm nay phải đậu chỗ nào mà nó đảm bảo giao thông em mới đậu, sau đó là em đi ngược lại chợ. Chỗ em đậu xe tới chợ chắc khoảng 200m à. Em thấy hình như chú này bị khuyết tật. Chú. Dạ, chào chú. Chú năm nay được bao nhiêu rồi? Bao nhiêu tuổi rồi chú? 62. Hình như là chú bị khuyết tật bẩm sinh hả? Bị nhỏ chập rồi lớn lên đi bằng hồ té cái nữa. Trời ơi, xui dữ vậy hả? Ừ. Dạ, rồi chú bị bao lâu rồi? Này tính ra nó hình nó dốc chắc có 7 năm trời. 7 năm rồi. Ừ. Kể từ lúc mà chú đi làm hồ chú bị té vàng ha. Ừ, té hai lần, té lầu dạ. Cái vàng cái. Dạ, còn bây giờ thì chú bị gãy xương ở bên đây hay sao? Không, là như làm như nó liệt vậy thôi. Dạ, là bây giờ bên phần đi lâu nó nhức dạ. Này kia thôi. Dạ, là phần trái của chú bị ha. Dưới nắng quá nó cũng nhức nữa. Dạ, bây giờ một ngày thì chú bán được bao nhiêu tờ? Rồi này đi bộ chú ơi, nói chú thảm thường bán hết lóc 150 vé. Dạ, có 150 vé thôi. Đi bộ dạ. Đâu dám lấy nhiều. Dạ, với lại ở đây bà con cũng không có quá đông. Thì hôm nay thôi gặp chú là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ sẽ tặng cho chú một phần quà nho nhỏ nha. Dạ, trong dịp mà hữu duyên này thì chú Chí lì xì cho chú. Chúc chú sức khỏe và tốt nhiều ha. Và mua mai bán đắt nha. Dạ. Bên này chú nhận được phần quà thì chú cảm giác như thế nào? Cảm ơn trước, cảm ơn chú nhiều nha. Cũng sao cũng chú là vui vẻ, hạnh phúc. Dạ. Chú nhắn gửi gì với chú Chí không? Chú Chí cũng vậy thôi. Rồi thôi cảm ơn chú nha. Chúc chú mua mai bán đắt nha. Cảm ơn nhiều. Xin phép chào chú. Dạ. Làm hồ mà té hai lần.
chú anh chị có thể thấy là những hoàn cảnh lớn tuổi hoặc là những hoàn cảnh khuyết tật á, thì họ sẽ mưu sinh bằng cái công việc mà bán vé số. Hỏi thường sao mà em hay gửi đến những hoàn cảnh bán vé số là như vậy. Bác, bác bán vé số hả? Về nào hả? Dạ, con mới về. Dạ, bác biết con không? Dạ, con thấy nhìn quen vậy lắm. Dạ, nhìn quen ha, con thấy bác cũng quen nữa. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi bác? Bác cho con hỏi một vài câu đi. Bác đi đâu hả? Bán số. Dạ. Bác bán vé số trong nhà, em đợi chút xíu. Em ra em hỏi bác. Chú chỉ thấy giờ mặt trời thì mới bắt đầu lên nhú nhú thôi. À, vậy là ở đây là huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, chợ Cầu Móng. Giờ thì cô chú anh chị cũng có thể thấy là các bạn nhỏ học sinh là đang đi học nè. Bữa nay hình như là ngày thứ 6 thì phải. Em cũng đang chờ đợi bác. Tại vì cô chú anh chị cũng biết là nhiều khi là những cái người á. Dạ, bác cho con hỏi một vài câu đi. Đi bán số, xong phẩm đi. Đây, bác lại đi. Đây, để con hỏi bác vài câu đi rồi con lì xì cho bác. Đi bán số, cương quyết luôn. Nè, thôi con gửi tặng cho bác lần lì xì nè. Hỏi luôn. Đây là cầu móng này của chú anh chị. Bác cương quyết là không muốn nhận. Dạ. Thì em tính ra chợ Cầu Móng nhưng mà ai về ra tới chợ thì thấy người ta đang dẹp chợ rất là nhiều. Nói chung là không có quay được á cô chú anh chị. Thôi thì em mời cô chú anh chị cùng qua tới khu chợ tiếp theo để tiến hành trao tấm lòng nhà hảo tâm nha. Chắc có lẽ là chợ tiếp theo em lựa chọn sẽ là cái chợ mà em chạy lên cứ hướng mà về Cái Tắc, Hậu Giang ha. Để xem khu chợ tiếp theo là khu chợ gì. Còn khu chợ này là chưa đủ duyên rồi. Nói chung thì có nhiều điều không có quay được thì cô chú anh chị cũng hiểu và thông cảm cho em. Thì thôi mời cô chú anh chị đi qua khu chợ tiếp ha. Xem như là khu chợ này em chỉ hỗ trợ được cho một mình hoàn cảnh của chú đó thôi. Rồi em mời cô chú anh chị đến khu chợ tiếp theo chung với em nha. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì em đã đến cái khu chợ tiếp theo có tên là chợ Kinh Cùng ở tại Hậu Giang. Đây là một trong những cái ngôi chợ mà em thấy cũng tương đối khá là đông đúc. Thành ra là em nghĩ với số tiền mà 9.7 triệu hồi nãy thì
thì em chưa đủ gửi. Em mới đầu là 10 triệu nhưng mà em phát cho anh kia 300 thì còn 9 triệu 7 thì chắc em nghĩ là chợ này chắc em không đủ. Thành ra em xin phép anh Chí sử dụng thêm 10 triệu nữa để đem trừ hao. Nếu mà có hoàn cảnh khó khăn nào mà em phát hết 9 triệu 7 rồi thì em sẽ dùng tiếp tới tấm lòng của anh Chí tiếp theo với những cái máy giảng pháp ở đây. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Kinh Cụng, Hậu Giang chung với em nha. Thầy cô chú anh chị trên tuyến đường nó cũng tương đối là cũng khá là hẹp ha. Nó giống như là quốc lộ 53 vậy đó. Mà đường đi xuống Trà Vinh, từ Vĩnh Long vậy đó. Chợ này thì em cũng chưa có dịp mà quay chia sẻ giới thiệu với cô chú anh chị, chưa có duyên bao giờ. Lần này thì em quyết định để tìm duyên duyên cho bà con ở đây với tâm lòng của anh Chí Nguyễn. Sống của biển Cà Mau bao ngon, con càng hơn sống của biển Cà Mau bao ngon. Đường nào ta? Chắc có lẽ là đường trên là đường chợ. Đây thì là tuyến đường này là vô chợ này cô chú anh chị. Em nhìn thấy nhiều người chạy gạt chạy vô hướng này. À, chợ Kinh Cụng. Đây tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Bán 5 trái phải không? À, khu cái ngoài chợ này chạy vô thì chưa thấy đông lắm cô chú anh chị ha. Khu này người ta có nuôi heo, nhiều heo, nhiều quay heo luôn. Ồ, khá lạ. Chợ nằm đâu vậy? Nếu mà chợ nằm bên đây thì em thấy nó khá là nhỏ cô chú anh chị. Đường rộng thôi nhưng mà người bán thì ít. Dạ, cái cô này bán cũng ít, khá ít đồ. Dạ, con chào cô. Dạ, cô. Dạ, cô bán gì vậy cô? Cô bán đỉnh dừa, đậu bắp, rau cải, dừa. Dạ, nhà cô bán. Dạ. Cân đại đi. Chỉ là một ngày là cô có gì thì cô bán đó. Rồi, có gì bán đấy. Dạ, này là đồ nhà cô ha. Nhà, dạ. Có mua, tại vì nhà cô thì không có dân, có chỉ hai chồng già. Dạ, vậy thành ra là có gì mình bán đó. Dạ. Có nhiều sống nhiều cô ha. Nhiều. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Đây,
70 rồi. Hình như chiếc xe đạp này của cô đó, ha. Xe đạp. Cô chở đồ đó ha. Xe đạp nha. Dạ. Một ngày mà nếu mà cô bán may mắn lắm thì mình được khoảng bao nhiêu cô? Ví dụ giờ đồ này đồ nhà mình chừng trăm trăm ngoài chứ. Dạ, đủ mua cơm với. Dạ đúng. Dạ. Cơm với đồ ăn được rồi ha. Dạ. Hôm nay con chia sẻ với cô nghe. Bữa nay con thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại bên Mỹ. Yeah. Thì bữa nay chú ấy có một cái phần quà nho nhỏ tặng cho cô. Yeah. 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 Thì cũng ít lòng nhiều. Yeah. Chú Chí chúc cô sức khỏe và mua mai bán đắt. Dạ, cảm ơn. Dạ, đây chú Chí tặng cho cô ha. Dạ, chú tặng thì tôi lấy nha. Chú chứ tôi thì tôi già, tôi cũng không bằng gì hay rượu đẹp đó. Dạ. Cảm ơn, vậy là tôi cũng có lòng. Cảm ơn nhà hậu tâm giúp ra đỡ cho những người khó khăn, gặp khó khăn. Dạ. Cô thì nó ngay mất con nhiều. Dạ. Mà đâu mà bỏ cô nó ra đi rồi, mình ra cô thôi. Dạ. Dạ, tôi cũng cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn cô. Anh Hồng Quân hậu tâm giúp đỡ cho những người hơi bà khó khăn. Dạ. 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 Cảm ơn cô. Cô cho con hỏi cái này, cái là cô bên đạo gì? Cô chuyên tập kinh đạo Phật không ạ? À dạ, mà từ đó thì giờ cô có mấy nghe pháp hay mấy giảng kinh không? Cô cũng có khi dụ giờ có bắt kinh lên cô cũng nghe vậy thôi. À, nhưng mà cô có cái máy không? Cô có cái máy không? Dạ. Có ha. Mà cô có thích cái đó không? Cô cũng nghe chứ, nghe kinh chứ. Ví dụ cô cũng nghe kinh chứ. Ví dụ là kinh gì mình để người ta giải thích cho mình biết là người đã tu hành sao vậy đó thôi. Chứ còn ăn tương thì cô ăn chỉ một tháng, ví dụ ngày tương ngày gầm 30 vậy thôi, chứ còn ăn trường thì cũng không ăn. Hôm nay con xin chú Chí ha, cho tặng cho cô một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ đây, chúc cô sức khỏe, giữ gìn và mua mai bán đắt. Dạ. Với tấm lòng của chú Chí luôn ha. Dạ dạ. Rồi xin phép cho con nha. Dạ. Cô cho con hỏi chợ là ở bên đây thôi, có bên đây không? Bên đây, từ bên đây đi đây thẳng qua. Ủa vậy hả cô? Bên đây hết rồi. Hồi đó chợ ở đây mà giờ nó giờ bên đó hết rồi. Vậy là mình thưa đi qua cầu. Dạ. 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 Rồi. Dạ. Cảm ơn nghe thì những giờ sao mà lên nhiều lắm, nhiều cái lắm đó. Nghe kinh nói kể về cho mình để mình người đời mình hiểu vậy đó. Dạ. Rồi cô giữ sức khỏe nha. Dạ dạ. Cảm ơn. Cô này hỏi ra. Thông cảm, con phải người lớn tuổi con mới gửi được nha. Dạ. Vậy là em đi hết này rồi em qua cầu. Vậy là chợ bên kia cầu. Cô này cô chỉ bán quần áo thôi. À. Con gọi để em gán đi một phòng để em con cái duyên với hoàn cảnh nào hay không ha. Chỉ bán quần áo thôi. Cô ấy nói hồi trước thì ở chợ ở đây, bây giờ thì về qua bên kia rồi. Đúng rồi, trong lỏng ở trên. Chào cô. Vậy là phải đi qua cầu. Từ đó thì cũng chỉ có bán nước với bán quần áo một chỗ thôi. À, bên đây người ta để là trung tâm thương mại Hồng Phát.
cầu này khá là chắc chắn nha cô chú anh chị. Cái cầu đất nhưng mà được tháo thêm một cái lớp nhựa tường. Thì ra là chờ chờ bên đây. Ồ, bên đây khá là rộng chứ. Dạ con chào nội. Dạ nó bán gì vậy nội? Nó bán gì đó con cháu nội ơi. Dạ vậy là rau muống bào với bắp chú bào hả nội? Bán gì á. Dạ nó bán có nhiêu đây thôi hả? Sao nó bán ít quá vậy? Dạ nội không có tiền bán. Không có vốn. Dạ nó bán nhiêu đây thôi. Bán nhiêu thôi. Dạ mà nội đi mua đi bán lại hay là nội đi hái rồi nó bào? Trời ơi ta đem ra đây chứ nội đâu có hái được. Dạ bây giờ một ngày mà nó bán cái này mà nếu mà hên hên thì mình lời được nhiêu nội? Dạ chục ngàn hả con ơi. Ít dữ vậy hả nội? Dạ còn nếu mà xui xui? Xui thì không có lời. Dạ không có lời luôn. Ừ. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 77 rồi. 77 bây giờ sức khỏe của nội như thế nào nội? Nó là tốt lắm. Dạ chúc mừng nội. Ừ cảm ơn con. Dạ hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm đó là chú Chí ở tại Mỹ có một phần quà nho nhỏ tặng cho nội trong cái lần gặp mặt lần này. Cảm ơn con, thôi để tặng cho người ta đi con. Ủa sao nội không nhận? Kỳ quá. Dạ. Dạ thì đây là tấm lòng. Buổi bác họ quay hay vậy? Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí muốn lì xì cho nội trong cái dịp mà năm mới qua. Đây là con thay mặt chú ấy lì xì cho nội nha. Trời ơi sao lì xì nhiều dữ vậy? Dạ tại vì nhiêu đây thì nội mới đủ mua này mua kia nội ăn hoặc là uống. À, nghe lời dạ, em tôi đi viện là tôi cũng thay lời cảm ơn chú Chí. Dạ. Chúc chú Chí được nhiều sức khỏe dồi dào đầu năm cho những cuối năm. Cảm ơn nội. Dạ. Dạ. Thì chúc nội cũng giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đất nha. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Bữa nay nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Mừng lắm, vui lắm. Nội, nội cho con hỏi cái này cái nữa nghe. Ừ. Nội bên đạo gì? Hồi đó giờ nghe ta cha nói lại là nói mô Phật, mô Phật. À mô Phật thôi. Ừ. Nhưng mà nội có thích nghe giảng kinh Phật không? Có. Dạ nó thích nghe. À, có cái em đó nó có tặng cho một cái máy. Dạ gì cái máy gì đó. Dạ. À, buồn cái bắt nghe liền. Dạ mà bây giờ nó còn nghe được cái máy đó không? Được. Dạ. Mới tặng đây chừng 10 bữa. 10 bữa. Ủa, nửa tháng à. Nửa tháng nha. Dạ. Giờ dạ, thôi nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn con. Con xin phép cho nội. Dạ. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại ơi ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau gì nè. Bán rau hả ngoại? Dạ ngoại đang nhặt rau gì vậy ngoại? Rau nhút nè cưng. Rau nhút nha. Ừ. Dạ ngoại năm nay là mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 73 rồi. 73 hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Thì cũng nhức mỏi gì hoài vậy đó. Dạ nhức mỏi hoài luôn ha. Ừ. Dạ một ngày mà ngoại bán con rau này mà mình hên hên thì mình được nhiêu ngoại? Trăm ngoài. Dạ còn nếu mà xui xui? Mấy chục. Dạ. Cũng khó khăn đó. Quá trời ngoại ha. Ừ nội đi xe ôm không muốn chết thì xe ôm hết nhiều ngoại. 60 ngàn. Trời ơi rồi giờ đâu còn lời lớn gì nữa đâu. Dạ trừ xe ôm già mà hết nổi thì kệ đi ra. Dạ. Kiếm cá rồi ăn. Gán làm gán làm ngoại ha. Ừ. Dạ hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Ừ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Ừ. Thì con thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ có một phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại. Ừ, thì cũng ít đồng nhiều. Chú Chí chúc ngoại sức khỏe. Dạ mua mai bán đất nha. Cảm ơn nha. Dạ bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Dạ ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ cảm ơn chú Chí nhà hảo tâm đó hen. Cảm ơn giúp đỡ được thì con mừng dữ lắm. Dạ ngoại cho con hỏi thêm cái này nha. Ngoại bên đạo gì?
đảo Cầu Đài. Đảo Cầu Đài ha. Dạ, ngoại duyên sức khỏe nha ngoại. Con chào ngoại nha. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại đang lột thuốc hả ngoại? Sẽ đảo uống thuốc. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 78 rồi con. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Khỏe à ngoại, bây giờ đi xích sụi. Xích sụi, dạ. Là ngoại bị nhức quá hả ngoại? Nhức dữ lắm con. Dạ, bây giờ hiện tại là ngoại đang bán gì ngoài chợ nha ngoại? Ngoại bán gì chứ không có cầm gì giờ sống được rồi phải bán đó con. Dạ, ngoại bán gạo muống ha, với gạo bào, với bông lục bình hả ngoại? Cái bông lục bình này mình để là ăn với cái gì ra ngoại? À, chấm cá kho rồi ha, với lẩu rồi ha. Dạ, còn mày uống thuốc, ngày nào mày cũng uống thuốc hết hả ngoại? Ngày nào không uống lần không được, không dạ. Chiều mắc đi chích nữa. Dạ, mà mày có tốn nhiều tiền mua thuốc không ngoại? Cũng bộn bộn mà mang ngay rau chắc thuốc là nhiều hơn ăn. Dạ, trời nghe thương không? Bây giờ bán được là chỉ mua thuốc thôi. Dạ. Mình chỉ sống có một mình nữa. Dạ, ủa, ngoài không có con cháu hả? Có mà, con cháu ở Tư Kiên hết rồi con. Dạ. Có ba đứa con ở Tư Kiên hết rồi. Dạ rồi, bởi thành ra là giờ là chỉ có sống nhờ thuốc thôi. Dạ, à. Bán được nhiều dồn vô thuốc hết. Dạ. Nói cho ngay ở đây người ta thấy người ta cũng có cho tiền ngoại nữa, rồi ngoại cũng đã cho thêm tiền. À dạ đúng rồi, để mình mua thuốc được đó. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nghe. Rồi. Dạ. Nè nè bọc nè em. Thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Còn hôm nay con xin phép một nhà hảo tâm. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Trong cái dịp này thì chú ấy có một cái phần quà tặng cho những hoàn cảnh lớn tuổi. Thì ngoại là một trong những hoàn cảnh có duyên với chú Chí. Thì đây là tấm lòng của chú Chí gửi tặng cho ngoại nha. Dạ con. Dạ đây, ngoại nhận, ngoại đếm thử giùm con coi ngoại được bao nhiêu. 500. Dạ 500. Trời đếm nhanh dữ vậy ngoại. Vậy là ngoại cũng cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Cái này chắc ngoại được 5 ngày. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Ngoại mừng lắm. Dạ. Được bao nhiêu đây mừng lắm. Ở đây hai già này mà bán được nhiêu đây lâu lắm. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Có nhắn gửi nhà cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Cầu chúc cho chú Chí mạnh khỏe, đang có khi nào chú Chí xuống cho ngoại nữa. Cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại cho con hỏi cái này cái nha. Rồi. Ngoại bên đạo gì? Ngoại đạo Phật. Dạ, mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Dạ có, mà ngoại có máy nghe kinh. Dạ, nhưng mà ngoại còn xài không? Còn. Dạ. Cũng có hoài tối thì vô mùng thì máy đọc. Dạ. Cái máy cho ngoại cũng có 5-6 năm rồi con. Dạ, vậy thôi con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe kinh nữa nha. Dạ. Tặng một cái máy mới để nhiều khi cái kia nó hư. Ngoại cũng lâu rồi, 5-6 năm rồi. Dạ. Nhảy nhảy bán rồi con. Dạ đây chú Chí tặng cho ngoại nha. Vậy là gì nói chú Chí cảm ơn nhiều dữ lắm nha. Dạ. Ngoại thì ngoại mê cái nào em tối thì vô mùng là đọc. Mà dạ, cái rồi. Kia người ta cũng cho mà lâu rồi con. Dạ. Ngoại Cao Đài có nghe cái này không ngoại? Đạo Cao Đài mình có nghe không? Phật Thích Ca không ngoại? Nghe. Ngoại nghe không? Ngoại nghe thì con xin chú Chí tặng cho ngoại luôn. Tặng cho ngoại luôn ha. Nghe, dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Con cái đó chưa đủ con. Không thấy nữa chứ. Không có con thấy vậy, quá gì trời. Hai không thấy vậy được. Dạ. À, giá. Dạ. Ngoại phải cho thêm nữa đó. Không được, dạ. Mới được. Dạ con thì ở Vĩnh Long. Dạ. Thương chưa. Dạ. Con cân giác nữa, con chết xuống dưới con nhẹ nhàng lắm. Ồ vậy hả ngoại? Dạ. Chứ đừng có để thiếu hơn ngoại ha. Không, đừng dạ. Để thiếu. Đừng có để non. Con, sao có thôi con. Ừ, dưới 50 ký nhiều quá nhưng mà đâu có kêu thôi. Rồi thôi ngoại gìn sức khỏe con đi nha. Cảm ơn con nha. Chào hai ngoại nha. Chúc chết nhiều lắm nha. Cảm ơn hai ngoại. Ừ, lo nói chuyện đi con lấy tiền hết. Lấy nhiều ra lấy. Chú. Dạ không, với số không có mua. Đem coi kỹ lại cái. Dạ con chào ngoại, ngoại qua con mua số cho. Dạ qua đây nè ngoại. Dạ ngoại năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 76. Dạ bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Đang 24. Dạ đang chân quá không ngoại? 24. Dạ
Bây giờ bây giờ một ngày mà ngoài bán cái này thì mình được khoảng bao nhiêu tờ ngoài? 120 tờ xuống. Dạ, mà ngoài bán như vậy thì ngoài có lo cho ai hay lo ai lo cho ngoài? Ông ông bệnh ông nào. Dạ, ông ngoại bị gì ngoài? Ông tiểu đường, người gan nhiễm mỡ. Dạ. Người đi đứng không có được nhiều, ngã quan hết rồi, đi dạ. Được mà đi gì. Là ngày mà bán được có 120 ngàn thôi ha. Đây. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay thì gặp ngoại cái duyên. Bữa nay con sẽ thay mặt chú Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ, sẽ có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nghe. Dạ. Thì của ít lòng nhiều, chú Chí chúc ngoại năm mới sức khỏe, phục hồi và mua mai bán đắt nha. Cô cảm ơn con được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, làm gì được nấy, làm đâu được đó. Dạ. Ước gì được thành công, tội nguyện cho con. Cảm ơn ngoại. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, mừng dữ lắm. Dạ. Tính mua 9 mũi thuốc nhờ nhiều đầu gối, 600 ngàn mà mất tiền. Trời, 600 ngàn luôn hả ngoại? Ừ, mà mất tiền nhất. Dạ, nhưng mà chết thì bao lâu nó mới hết? 4 tháng chín lần. Cũng hay mà chết gì thì cô đi lần lần được. Dạ. Chết thì không đi được ạ. Mấy dạ. Ngày là con nó ẩm không ạ. Dạ. Thôi để con xin chú Chí tặng cho ngoại thêm 100 nữa nghe. Là ngoại được 500 ha. Thì còn thiếu nhiều ngoại bù vô nha. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí. Ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Gửi chú được dồi dào sức khỏe, ước mơ được thành công, tội nguyện cái phước đức của chú đây được là trên hết là ngon lành. Cảm ơn ngoại. Ngoại cho con hỏi cái này nữa ha, là mình bên đạo gì vậy ngoại? Đạo Phật. Đạo Phật. À dạ. Từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Nghe chứ mà điều đâu có. Không có máy ha. Không. Con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nha, để mỗi khi đau nhất á, ngoại có thể là niệm Phật ha. Để xin. Nhưng mà con với hồng bằng đêm này con nằm nghiêng con niệm Quan Thế Âm viên mẫu như cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dạ đây, đây là chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Con nó dạ, nó có sẵn ở trong đó hết trơn rồi, ngoại cần nghe. mở máy lên là nghe thôi. Vậy dạ. Thôi vậy mà ơi, trời chú Chí ha. Dạ. Con ở đâu lận? Con thì ở gần đây nhưng mà chú Chí thì ở Mỹ, là người tặng cho ngoại đó. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Mà dạ. Ơi, mà trời. Dạ mua mai bán đắt nha ngoại, người nhờ chào ngoại. Ước gì được đấy. Dạ. Mình xúc động. Dạ. Mà nãy chị này mua con tờ là chỉ đưa ngoài 20 chưa thôi. Ờ chưa thôi hả? Có dạ. Không? Có. À dạ. Dạ. Ở nghỉ luôn không có bán. Bệnh. Rồi con chào ngoại nha. Con gối lắm con à. Ăn nhẫn. Dán nhà ngoài. Đi con biết sao niệm Phật mình học xong chỉ nhẫn niết bàn không xa thì niết bàn dạ. Mà con độ mình con. Dạ. Cô là vậy đó. Dạ, ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ. Chào ngoại. Con à, giờ cô á thì được vậy cô mừng lắm rồi, mà giờ nhỏ này nó đau quá nhiều, nó nằm nhà thương nó mới về. Bây giờ con có giúp nó được cô điện nó qua. À, thông cảm giùm con, người ta dạ. Gặp mặt ở ngoài chợ con mới giúp được. Vậy dạ, hả? Ờ, dạ. Vì con Mai á. Dạ. Ừ. Rồi con chào ngoại nha. Dạ, con chào ngoại. Không cảm ơn gì nhiều, cần nhất là cái kinh. Dạ, con cảm ơn ngoại. Dạ, mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ, gần 70. Dạ, cô xích trên đây này cô cho anh ta đi ha. Một ngày mình bán được bao nhiêu tờ vậy cô? Có 120 à cô. Dạ, hình như con thấy cô hơi bị yếu hay sao phải không? Yếu cái giò. À, dạ, cô hơi bị gung hả? Dạ, bán vậy thì cô có lo cho ai không? Có đứa con bệnh. Dạ, là bị bệnh gì vậy cô? Teo cơ với nó bị... Bút. À, vậy là bán vậy là cô lo cho con của mình đó. Đúng nhà trọ hả? Ồ, vậy hả? Một tháng cô đóng bao nhiêu? 900. Ồ, vậy là quê cô ở đâu lận? Ở đây luôn. Dạ, nhưng mà phải ở nhà trọ. Dạ, thấy cô cũng khó khăn. Hôm nay chia sẻ với cô nghe, gặp cô là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép chú Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, tặng cho cô phần quà nho nhỏ nghe. Của ít lòng nhiều. Dạ. Chú Chí, chú Chí, chúc cô phục hồi sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Mừng lắm ạ. Dạ. Cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Nói là cô gửi chú Chí, cô cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Con cảm ơn cô. Cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn cô. Mừng lắm ạ. Dạ. Cô cho con hỏi thêm cái này, cái là cô bên đạo gì? Cô đạo Phật. Dạ. Mà từ đó tới giờ cô có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Không, cô cha mẹ cô đạo Phật và cô đạo Phật hết rồi. Dạ. Thôi con xin chú Chí tặng cho cô một cái máy nghe kinh.
để về nhà những khi cô đau nhất hay gì đó thì cô niệm Phật gia hộ cho mình ha, để cho sức khỏe mình nó bớt nha. Hoặc là cho con cô nghe cũng được. Dạ, gửi tặng cho cô. Dạ. Cô mừng quá trời mừng con. Dạ, đó là tấm lòng của chú Chiến tặng cho cô ha. Cảm ơn con rất. Cảm ơn cô nhiều. Giữ gìn sức khỏe. Mua ai bán tắt. Xin chào cô. Cô chào cô. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 62 tuổi rồi. 62 nha, hình như tóc cô hơi bạc sớm hay không? Dạ, tóc bạc sớm 62. Cô bà hiện đang bán gì vậy cô? Bán bánh ếch với bánh tét. Dạ. Cái này mà một ngày nếu cô trừ chi phí thì mình lời được khoảng nhiêu cô? Một ngày nó nếu... không đều có khi hình chút thì được nhiều. Nếu mà bán đắt thì được 200, còn bán ế thì được 100. À dạ. Bây giờ một đòn bánh tét là cô bán bao nhiêu? Đòn bánh tét 25.000 đồng, 20.000 đồng. Dạ, rẻ vậy đó ha. Dạ. Dạ, còn bánh bánh nít này? Bánh nít 3.500 một cái. Có 3.500. Dạ. Vậy là lời không có bao nhiêu rồi. Thôi hôm nay gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Cô sẽ xin chú Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, dạ, để dạ, tặng cho cô một phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Dạ, cảm ơn. Chú ít lòng nhiều. Dạ, 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 dạ. Dạ, chúc cô sức khỏe và mua may bán đắt với tấm lòng của chú Chí nha. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn nhiều lắm. Dạ, cô nhắn gửi với chú Chí không? Dạ. Cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? À, nhắn gửi với chú nè, có lòng cảm tạ biết ơn. Dạ. Dạ, chứ không biết gì hơn nữa. Dạ. 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 Bữa nay nhận quà, được phần quà này cô cảm giác thế nào? Nhận được phần quà thì trong lòng thấy vui, thấy mừng. Cảm ơn cô. Dạ. Nhân gửi lại cảm ơn trên nhà tài trợ. Cảm ơn cô. Dạ. Chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Xin chào cô. Dạ. Để mời cô chú anh chị ra xem cái khu vực cá ha. Từ từ em tới, từ từ em tới. Hai anh đó, anh chị người lớn tuổi. Rồi sau ra em thấy giờ vô chợ này hợp lý nha cô chú anh chị. Chỗ này là nguyên cái bờ sông nè, để người ta mà đưa cá lên nè. Quý chị thấy khu chợ miền Tây thì giống nhau hết thôi ha. Dạ, mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ, cô thông cảm, con không có mua cá. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ con chào nội. Nội nó bán gì vậy nội? Bán bánh lúc với bánh dành lợn. Dạ. Bánh dành lợn hết rồi. Còn cái này là nước tầm ruột. Dạ. Rau câu. Rau câu. Dạ. Còn cái này là rau gì vậy nội? Cái này là rau dừa. Rau dừa hái ở mương nhà rồi đem ra đây bán. Dạ. Nội năm nay là nội được bao nhiêu tuổi rồi? 73. 73 hả nội? Bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Coi như là ốm vậy chứ đi khám bác sĩ không nói không có bệnh gì hết. Dạ chúc mừng nội. Là do nơi là vì không có mất ăn mất ngủ. Dạ
đồ ăn đầy đủ mà không có thời gian ăn. Dạ. Gia đình kinh tế hơi eo hẹp rồi. Thành ra phải đi bán. Không? Dạ. Dạ. Dạ, nhưng mà sức khỏe ngoại có anh nội có là coi như là mừng lắm luôn rồi đó. Dạ. Dạ. Làm suốt luôn vậy chứ. Dạ. Tối ngày là ăn được có anh dắt cơm đi về đó mới ăn được cái cơm thôi. Dạ, ăn có nhiêu đó thôi hả nè. Ừ. Dạ là đủ rồi. Mà ăn thì cũng răng rồi ăn không có được không mau. Ngon. Ăn không có được mau rồi thành ra dạ. Ăn lâu quá ngày mai không có đồ bán rồi thành ra nhịn ăn. Dạ, còn biết kia từ từ bị ốm luôn. Ừ, bị ốm. Nấu bán cái này mà nếu một ngày mà bữa nào hên hên lắm thì mình lời được khoảng nhiêu rồi? Bữa nào hên vậy? Mỗi khi có mắm ruột đồ nữa rồi mắm bầm chân chén chén đó. Dạ. Một ngày kiếm cỡ khoảng 400. Dạ, còn bữa nào xui xui thì như sao nha? Bữa nào hơi ít hơn, ít quá hơn đó thì lời chừng 200 à. Dạ, còn bữa nay có nhiêu đây thì mình lời được khoảng nhiêu rồi? Cỡ khoảng 300. Dạ, dạ. Bị bán hết ổ bánh dây lợn, người ta lại mua hết nguyên ổ bánh dây lợn rồi. Còn món đó người ta mua hết rồi, còn cái này xong rồi. Dạ, con hiểu rồi. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Dạ, anh nội nội bán cho khách chứ đi nội. Bán không bịch đi. Bịch nào cái? Bịch này là bịch 10 ngàn hay bịch 25? Cái này da lợn. Bịch 25 ngàn. Cái này bánh đúc hả nội? Ừ, bánh đúc. Nội khéo tay dữ hiên. Bánh đúc mình ăn với đường đúc lốt. Bánh gì nội cũng biết làm bánh thiên. Ừ. Dạ. Trước thấy cười quá chú đó, chú lại chú, tôi bán bấm bầm chân chén chén với dạ. Chúng ta gọi rồi đó. Dạ. Cái chú lại chú quay phim tôi, cái chú chú hỏi ai sáng tạo cho bà làm món này, tôi nói ông bà cha mẹ mình hồi xưa sanh mình ra biết ăn rồi là có quán đó rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình túng thiếu cái mình lo mình suy nghĩ để mình mời món nó ra bán. Dạ, cái món đó ngon lắm. Dạ. Dạ, nhưng mà bán cái món đó là mất cái chén luôn á. Không, ở nhà lót cái bọc rồi mình chân dạ. Rồi khi chín nó nguội rồi cái mới gỡ cái bọc nó ra. À, con hiểu rồi. À. Dạ. Chứ tưởng đâu để nguyên cái chén luôn. Không. Rồi chú đó chú mua nguyên một ổ vậy rồi chú xin số điện thoại nữa. Dạ. Để cây nhớ là cây cho hồi 175. Dạ. Trời ơi nội nhớ hay quá nội. Dạ. Rồi hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Bữa nay con thay mặt chú Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ, sẽ có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho nội. Dạ. Với thông điệp là chú Chí chúc nội chú, sức khỏe. Chú đó là chú đó ở tại Mỹ. Mà chú đó người Việt mình đó. Dạ người Việt đúng rồi, nhưng mà đang sống ở tại Mỹ. Đây là cái phần lì xì của chú ấy tặng cho nội để chúc nội. Như chung thay mặt cho chú đó vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Dạ, chính xác. Dạ. Con thay mặt cho chú đó đó. Dạ vậy thôi, dì cũng cảm ơn trước hết là cảm ơn chú đó, sau nữa là cưng. Dạ, dạ. Cảm ơn nội. Như vậy là bữa nay dì hên quá. Hên quá. Dì dạ. Cũng cảm ơn nhiều nha. Dạ. Chúc mấy cháu cũng được nhiều sức khỏe để giúp cho những người hơi khó khăn. Dạ, cảm ơn nội. Bữa nay nhận được phần quà nội cảm giác xin như thế nào? Chú Quỳnh ơi. Chú này chú nãy giờ chú nói chuyện với tôi rồi. Chú thay mặt cho mà chú bên kia. Dạ. Dạ. Dạ nội cho con hỏi cái này cái nha, là nội bên đạo gì? Đạo đạo Phật của mình. Dạ. Từ đó tới giờ nội có máy nghe kinh hay là máy giảng pháp không? Nội có cái máy để nghe không? Không có. Không có ha. Không có, nhưng mà dì có nghe cái người dì mà bả đi tu dạ. Năm nay bả chết 2 năm rồi. Dạ. Bả có thường thường bả còn sống thì dì có đi tới. Dạ. Đi tới rồi mình mắc bằng quá rồi cũng không có được ở dạ. Các đêm. Dạ. Vậy là nó không có cái máy ha. Dạ. Dạ. Giờ hôm nay con xin phép chú Chí là người tặng lì xì cho nội, tặng cho nội thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ, dạ. Nội ha. Trời ơi, sao như vậy là quá quý rồi, nhưng mà tôi không biết lấy cái gì để đền đáp cho dạ. Quá quý hả nội? Dạ. Dạ, thì đó là tấm lòng của chú Chí luôn. Dạ, vậy cảm ơn cưng nhiều lắm nha. Dạ. Cưng làm như vậy thì cũng hơi bỡ ngỡ, bất ngờ, mà dạ. Không biết lấy cái gì đền đáp lại cho
Dạ. Mà hai cháu. Dạ, cảm ơn nội. Dạ, nãy giờ nội cũng đã nhắn gửi là nội cảm ơn nhà hảo tâm rồi. Dạ. Thành ra là nhiêu đó là anh Chí anh cũng vui rồi. Chúc nội với anh sức khỏe nha. Dạ, mùa mai bán đắt nha. Dạ. Còn xin phép chào nội nha. Dạ. Cái đó là cái y máy giảng tinh Phật chị. Dạ. Người già em mới gửi được. Dạ. Dạ, con chào cô. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ, 71. 71 rồi, dạ con xin phép kêu bằng ngoại nha. Ngoại bây giờ mình đang bán cái gì vậy ngoại? Bán xài, đu đủ, ví. Dạ, dạ. Mấy cái này là ngoại mua đi bán lại hay đồ nhà ngoại? Dạ, mua đi bán lại của trong đường, người ta đem ra người ta bán cho cô. Dạ, một ngày mà nếu mà mình bán mà mình trừ hết vốn thì mình hên thì được nhiêu ngoại? 7-8 chục, 5-6 chục cũng chừng. Dạ, ít vậy đó hả? Dạ, tại vì ít mình bán người giờ chợ nó ế đi đó. Dạ. Thành ra nhiều khi bán không đủ vốn đem về. Dạ, dạ nghe thương không? Dạ. Mà mấy cái này nhiều khi mình để lâu quá nó bị chín nữa. Bị chín đó. Dạ. Tại như này nè, bán sống rồi cái chín nè, nó ế nè. Dạ, nghe thương không? Thì là lỗ rồi nè. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ, có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại, thì cũng ít lòng nhiều. Chú Chí chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Dạ, YouTube mình quay rất nhiều địa chỉ cho mấy anh mấy người nghèo nghèo cho nên nhiều bà lắm nè. Dạ. Quay nè. Rồi ngoại cho con hỏi cái này ha. Dạ. Ngoại bên đạo Phật hay đạo Chúa? Dạ, đạo Phật. À dạ. Từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Dạ mình cũng lo đi cuộc sống hàng ngày cũng không có đi không có gì. À dạ cũng như tôi gầm mừng xá hơi gầm đồ này kia thì mình cũng cúng Phật cũng chờ như thế. Dạ mình không có được đi chùa. Dạ hôm nay con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ cũng là tấm lòng của chú ấy luôn. Dạ dạ chú đợi con chút xíu. Dạ đây là chú Chí tặng cho ngoại luôn. Dạ bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Dạ cảm thấy rất vui. Dạ ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Người đã dạ, tặng cho ngoại. Dạ cũng cảm ơn chú đã giúp đỡ cho mình được nghe kinh Phật. Cảm ơn ngoại. Dạ. Tại vì mình không có dịp đi chùa. Dạ. Còn ngoại giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ mua mai bán đắt với tấm lòng của chú Chí. Dạ. Ngoại cũng xúc động luôn. Rồi con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Dạ. Chú cởi khẩu trang con xem mặt cái đi. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 50 rồi, giò cẳng sưng thì sưng trên cái đầu gối vô ra nè ha. Sưng sưng nhúng rồi. Mà chú làm cái gì mà bị sưng vậy chú? Tự đi làm hồ cái đầu té vàng cái đầu một thời gian đó cái đầu giờ nó sưng gì đó. À, bị té vàng giáo nữa hả? Té vàng giáo nó nằm gãy hai cọng cái sườn. Dạ rồi giờ chú không có đi bán vé số gì không sao? Không đi nổi đi xin ra đây xin chút cái thì về. À, bình thường một ngày về thì anh xin là được bao nhiêu tiền? Được năm mấy ngàn hồi sáng rồi giờ người ta cho được nhiêu nè. Mà anh có vợ con gì không? Không. Vậy là nãy giờ con mình anh thôi con hả? Con mình à. Rồi thôi hôm nay gặp anh là cái duyên ha. Dạ. Em sẽ xin anh Chí là một nhà hảo tâm ở Mỹ tặng cho anh phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Dạ. Để mỗi khi anh đau nhất anh có thể dùng nó để mua thuốc ha. Dạ. Dạ thì đây là tấm lòng của anh Chí ở Mỹ tặng cho anh. Dạ cảm ơn anh. Bữa nay anh nhận được phần quà của anh Chí thì anh cảm giác như thế nào? Rất vui luôn. Dạ anh có nhắn gửi đi 3-4 ngày. Dạ anh có nhắn gửi gì với anh Chí không? Dạ cảm ơn của anh Chí tâm cho tiền mua thuốc uống. Dạ chúc anh phục hồi sức khỏe nha. Dạ xin phép chào anh. Cảm ơn. Dạ. Dạ đâu rồi? Đâu bào nào? À bà ngoại đó hả? À, ơi, em quay rồi, em quay rồi. Đâu quay chỗ mình đó là đâu? Phút góc mình đó thấy không? Rồi thôi rồi xong rồi em quay rồi. Em quay rồi. Dạ con chào ngoại. Dạ. Ngoại bán gì hả ngoại? Ngoại bán trái cây nè con. Dạ ngoại bán trái cây. Hình như nãy con thấy ngoại có đi ngang phải không? Dạ.
mà. Dạ. Ơi, vậy bán cái cây mà đau gai cuộc sống phải có cái ghế này dựa. Dạ. Bác sĩ kêu ngồi bán thì ngồi bán phải có giờ đồ dựa mới dạ. Để con coi gì còn hòm lên hòm xuống có khi nó cục chấm cái nó mang tật hả? Dạ. Mọi năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 67. Dạ. Ủa 76 tuổi. 76. Sổ. Dạ. Bây giờ sức khỏe của mọi như thế nào? Bây giờ có nghe đau gai cuộc sống mà bác sĩ người ta nói uống thuốc chứ cuộc sống gai cuộc sống khó hết lắm dạ. Ngoại ơi, uống thuốc hàng ngày á. Một ngày mà nếu mà ngoại bán cái này á, nếu mà hên hên ngoại trừ vốn thì ngoại còn được bao nhiêu? Bây giờ không có thì đi hỏi tiền góp người ta. Dạ. Rồi ha, hỏi người ta 2 triệu góp người ta ngày là 40 ngàn. Dạ, rồi mình bán mình kiếm hả? Lời mình góp người ta rồi dạ. Còn thì mình xài cũng còn dạ. Thôi con nó cũng nuôi dạ. Mà điều con nó cũng nghèo dạ. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên dạ. Con sẽ xin phép chú Chí dạ. Là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ chú Chí dạ. Con thay mặt chú ấy dạ. Tặng cho ngoại phần lì xì nho nhỏ dạ. Thì cũng ít đồng nhiều dạ. Cái này thì bằng khoảng 10 ngày góp của ngoại dạ. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại dạ. Với thông điệp là chú ấy chúc ngoại sức khỏe phục hồi và dạ. Mua mai bán đắt dạ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Trời ơi ngoại mừng lắm trời ơi bán biết và mấy bữa mới được con ơi. Thế mà bữa nay là thí dụ như mình bán có khi lời được 100 ngoài 200 là dữ lắm rồi, rồi mình góp sách người ta còn dư thì ăn dạ. Còn mấy bữa thì không có mấy bữa để nói chuyện rồi dạ. Ở đây đây thí dụ như không đủ ăn không đủ góp người ta mình đâu có dám xài dám xài dạ. Cho ngoại ngoại cũng cảm ơn con là cái công con đi dạ. Rồi ngoại gửi lời thăm kính lời cảm ơn chú Chí nhiều cảm ơn ngoại nhiều dạ. Lắm dạ. Ngoại uống thuốc hàng ngày không dám quên cử nào quên dạ. Là nó nhức dạ. Quên là khòm lên nhức xuống nó nhức dạ. Ngoại cho con hỏi thêm cái này nha dạ. Ngoại mình bên đạo gì vậy ngoại? Đạo Phật dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe pháp hay máy giảng kinh không? Có dạ có ngoại có cái máy đó không á? Không có máy đâu dạ. Có máy đọc kinh mới đi chùa thì thầy thiếp gì dạ. Người ta cho tiền xe đi rồi dạ. Người ta thấy bệnh gì nè người ta biểu lên chảnh giái thầy thiếp có linh lên chảnh giái đi dạ. Giái đi rồi về cái từ từ nó khỏe dạ. Rồi uống thuốc từ từ nó khỏe dạ. Bữa nay là con sẽ xin chú Chí dạ. Để tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật nha dạ. Để mỗi khi ngoại đau nhất cái gì đó thì ngoại niệm dạ. Phật để ngoại cầu xin Phật gia hộ cho mình nha. Cứu khổ cứu nạn cho mình dạ, cho bớt đau nhất qua nạn khỏi dạ. Mà Phật cũng từ bi vuốt ve cho ba như gì. Cảm ơn ngoại rồi. Dạ. Mấy đây. Ông chính quyền chỉ em đây là tấm lòng của chú Chí ha tặng cho ngoại cái máy nghe giảng kinh Phật nha dạ. Ngoại giữ sức khỏe mấy ông chính quyền mình biết xài sao à, cậu dạ biết xài sao dạ bà. Có sẵn ở trong đây hết rồi ngoại chỉ cần mở ra rồi mở dạ. Nguồn thôi ở đây có con cháu ngoài này ngoại nhờ mở ha dạ. Dạ rồi nãy anh không dám đặt đó em đâu biết à, mấy rồi ông cô qua đi cô qua bên chỗ bán của cô đi không mấy ông chính quyền chỉ em nè tại anh tại em khổ dạ. Bình thường là chỉ có những người 70 là con mới gửi thôi. Cô này nãy bán có 2 thao cá à. Thôi để em cũng hỗ trợ luôn nha anh Chí. Thấy cũng tội nghiệp cô này. Là tải nữa. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 61 tuổi rồi anh chị. Dạ. Giờ rồi. Khổ quá, thôi chồng con khổ quá đi, nó đi mần thê mần mướn hết rồi. Bây giờ tôi ở trên nhà nước cho ở đậu ngủ trên đó đó, dạ. Cho cấp chỗ này nè. Là cô ngủ đây luôn hả? Không có, tôi ngủ trên nhờ trên mấy người bán cá rồi người ta dẹp đó. Ủa? Để tối tôi ngủ nhà cửa không có. Cô không có nhà luôn hả? Ừ. Trời, thê thảm biết vậy. Rồi, chú ơi. Còn cá này đâu cô có? Tôi mua mượn tiền ta mua đó chú mượn tiền ta mua ừ cái bà bán cơm chả mới cho tối cho mượn vài trăm mua sáng bán xong trả lại cho chú nó dạ. Buồn quá hồi đó nhà cửa hai ba cái giờ bể nợ khổ đó chú con cháu của cô đâu khổ đi thành phố mần rồi có hai đứa con à rồi giờ cô ở đây luôn ừ. Ở ngoài chợ gì luôn ừ, nhà nước cho ở đậu vậy đó
rồi ông mới chỉ nói trời ông đó phóng vấn về phóng vấn gì gì lại là trời tôi đâu có biết dạ. Đó chính quyền chỉ tôi mới biết thôi, tôi cũng biết rồi thôi cũng hiểu hoàn cảnh của cô rồi ơi. Hôm nay giờ đang bể nợ khổ quá chú. Thôi bữa nay ha, gặp cô là cái duyên nha. Dạ. Con xin chú Chí ở Mỹ ha. Dạ. Tặng cho cô một phần quà nho nhỏ nha. Dạ. Thì của ít lòng nhiều thôi nha. Dạ, dạ. Thì chú Chí chúc cô sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ cảm ơn. Cô nhắn gửi gì với chú Chí không? Gửi lời thăm cảm ơn gì đó chú. Dạ. Gửi lời thăm chú Chí. Dạ, bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Chú Chí, tôi tham kẹt, chú cho tôi đỡ 1 triệu cũng được đó chú. Đã cho tặng cô là đã ưu tiên rồi đó. Dạ, cảm ơn. Thôi chào con nghe. Xúc động mình chắc cũng khó khăn lắm rồi. Giờ tặng 400. Con gọi này bỏ nó con hỏi chứ làm cái dấu đi. Dạ, cô chào cô. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 62. Dạ. Cô đang bán gì vậy cô? Bán à. Một ngày mà cái này cô trừ hết vốn thì mình được khoảng bao nhiêu? Khi bữa là bán cách chậu, khi 100 nè. Ủa ít vậy hả cô? Dạ, mà bán vậy thì cô có lo cho ai không? Vậy là cô bán thêm măng vậy đó hả? Dạ. Thôi hôm nay thì gặp cô là cái duyên nha. Bữa nay con xin phép chú Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, thì có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô nha. Của ít lòng nhiều. Chú Chí chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn chú ơi. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Con ba cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ. Cô xin phép chào con nha. Bà cụ đó có ai nhà không có ai nuôi cho nè. Dạ. Bà không ai nuôi bà chân á. Dạ. Anh tình đó vậy đó. Chào nội. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Tám bốn tuổi rồi. 84 rồi nội. Xe tôi đi lộn xe đụng gãy giò ngang đây chấp y nóc nè chấp y nóc gần. Bây giờ hiện tại là nội đang ở đâu? Ở thuốc ở trong vùng xã Hòa Mỹ mà tôi không có ai nuôi chân, tôi đi hoài mình ơn đi. Dạ, một ngày này nội đi xin được bao nhiêu tiền? Được 40, 30, 20 không chừng. Ít dữ vậy hả nội? Ừ. Dạ, bây giờ sức khỏe của nội có đau nhức gì không? Cái giò đau chứ, cái giò này nó đau dữ lắm mà đi sáng giờ đi không nổi nè. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Với giờ đừng nặng cái đầu nãy giờ. Dạ. Bữa nay con thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Dạ. Ơi ơi tôi gặp chú tôi mừng quá chị dạ. Lắm rồi. Em nghe kinh với chú. Em nghe kinh. Chỉ có người già mới tặng được thôi. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt chú Chí ở Mỹ nha. Tặng cho nội phần lì xì nha. Dạ. Tôi hoan hoan ơn dữ lắm rồi dạ. Sáng giờ tôi xin có 10,000 dạ. Thì bữa nay chú Chí tặng cho nội 500,000. Dạ rồi tôi mừng quá tôi. Dạ. Tôi mang ơn chú dữ lắm rồi chú Chí ơi. Dạ cảm ơn nội. Nội ơi nội cho con hỏi cái này nghe. Nội bên đạo gì? Đạo Hoàng Cà. Dạ. Con sẽ thay mặt chú Chí tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh nha. Kinh Phật nha. Dạ. Đâu? Đây, chú Chí tặng cho nội nha. Rồi mình bắt làm sao nghe được hả? Dạ, ở trong đây nó nội chỉ cần gặt cái đó qua là nội nghe thôi. Dạ. Dạ, nó có sẵn hết trong đó rồi. Nội không mở được thì nội nhờ mấy người cháu ha. Mấy người ở chợ mở giùm nội nha. Ừ. Rồi, nội nhắn gửi gì với chú Chí không?
người đã tặng quà cho nội đó. Tôi gửi lời thăm chú Chí nhiều lắm, mang ơn chú Chí nhiều lắm ha. Cảm ơn nội, nội giữ gìn sức khỏe nha. Xin được nhiều hơn nữa ha. Xin phép cho nội nha. Thì chú Chí đi cứu mình khỏe ha. Dạ cảm ơn nội. Tôi mừng quá rồi, không biết nói làm sao, quan ơn chú Chí cho hết à. Dạ cảm ơn nội nha. Xin phép cho nội. Dắt bà đi nha, dắt qua rồi dắt bà ra cái đường lộ dùng cái đây. Tôi mới dắt lương dắt vô á. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi. Dạ. Có gì để em gặp ai khổ khổ em liên hệ anh. Dạ. Anh cứ dắt giới thiệu với em là được hết rồi. Còn bà nó mà nãy giờ chúng chưa gặp. Dạ. Còn bà Thủy nữa. Bà Thủy ấy của bà lính bà Hùng, cô Hùng đó. Bà Thủy đậu quán quán ở đợi trời. Dạ con chào ngoại. Ngoại bán gì vậy ngoại? Dạ bán cái này nè. Dạ, ngoại bán rau ha. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ. Dạ. Hỏi bao nhiêu vậy? Dạ, hỏi tôi biết. Bao nhiêu? Dạ, khoảng 75. Đúng không ngoại? Dạ. Một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ hết chi phí thì mình được khoảng bao nhiêu? Ủa về cô bán hả? Dạ, vậy là ngoại đi chợ thôi hả? Dạ. Cảm ơn ngoại nha, chúc ngoại sức khỏe. Dạ, cô bán. Dạ. Dạ thông cảm, con phải mua bán mà phải lớn tuổi con mới ghé gửi được nha. Dạ. Dạ mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 69 tuổi. Dạ bây giờ một ngày cô bán được nhiêu tờ? Có 100 ngoài, 120. Cô bán vậy thì cô có lo cho ai không? Hai chồng già thôi, con này nó có gia đình nó nghèo. Dạ mà ngày bán lời có 120 ngàn hả cô? Dạ. Vậy là cũng ít quá ha. Dạ. Hôm nay phải... thôi chia sẻ với cô ha. Ừ. Gặp cô là cái duyên nha. Dạ. Hôm nay con thay mặt chú Chí ha, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho cô phần quà nhỏ nhỏ nha. Dạ. Cũng ít lòng nhiều. Dạ. Ha. Chúc cô sức khỏe và mua may bán đắt nha. Cảm ơn cậu ha. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Vui. Cô có nhắn gửi với chú Chí không? Cho gửi lời thì năm mới thì dồi dào sức khỏe, đồng năm nhận tức cuối năm, làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi chúc cô dinh sức khỏe nha. Dạ. Và mua mai bán đắt. Cảm ơn. Dạ. Cô ngoài này là tương đối là hết rồi cô chú anh chị. Ai cũng sợ ơi, cháu ơi, đi thăm cháu ơi. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 60 tờ. Dạ, một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? 200 ngoài. Dạ, bán về thì bác có lo cho ai không? Lo cho nhỏ phụng nhà với vợ ở nhà đâu có ai đâu mà lo. À, dạ, là con bác bị thần kinh hả? Dạ, phụng nhỏ lớn rồi. Dạ. Bán gì nè, nuôi đó nhà, vợ giữ ở nhà tối ngày. Dạ, rồi hôm nay thì chia sẻ với bác ha. Dạ. Gặp bác là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép là chú Chí, một nhà hảo tâm ở Mỹ nha. Dạ. Tặng cho bác 10 kg gạo ăn cùng gia đình nha. Dạ. Cũng ít đồng nhiều. Dạ. Chú Chí chúc bác sức khỏe và mua qua bán. Dạ. Bán đắt nha. Dạ rồi, cảm ơn anh, cảm ơn người có đồng tốt ha. Dạ. Cảm ơn hảo tâm vậy. Cảm đi. Cảm ơn bác. Dạ. Rồi chúc bác gia đình ngon miệng. Dạ, dạ, cảm ơn. Chúc con bác phục hồi sức khỏe. Ông nhỏ đó thì chú nói mà nghe chứ là nuôi nó tới nó chết không biết giờ nào chứ nên không có đường tương lai. Dạ rồi. Bởi vì đâu có cái hệ thống gì đâu, giờ nó không biết gì chỉ biết ăn cơm thôi. Giờ dạ. Mẹ nó thay đồ đây là lại vì tới chừng nó khùng ở chuồng chạy vòng vòng. Rồi. Ba mấy tuổi rồi đó. Dạ. Thôi thôi chào. Dạ. Bác nha. Dạ thôi vậy cảm ơn nha. Cảm ơn bác. Chúc ngày may mắn rồi. Dạ. Cháu chú ơi. Cô biết tình ba tờ đi. Dạ không cô ơi. Ba bịch 20. Dạ.
ba bịch hai giờ. Dạ lên đây nè ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 78 rồi. Ngoại cởi khẩu trang lên xem mặt đi. Rồi ngoại đi đâu nha ngoại? Đi ế thuốc. Dạ. Dạ. Rồi xong ngoại biết con có cho quà mà ngoại lại vậy? Thấy mấy cô này nói tại. Dạ. Dạ. Mày còn làm gì nổi không ngoại? Mày không có làm gì nổi chứ. Dạ. Thường ngày mày đi xin ăn chứ không có làm gì nổi. Dạ. Rồi thường mày đi xin hả? Rồi bữa nay mày đi khám bệnh hả? À, bữa nay mày bệnh quá, mấy ngày mày bệnh 5-6 ngày rồi. Dạ. Mà mày mua hết thuốc hết nhiều tiền? Hết 680. Dạ. Rồi tiền đâu mày có để mày mua thuốc? Rồi con nó cho. Dạ. Như ngoại sinh á, ngoại không có làm gì nổi chứ. Dạ. Ngoại bệnh năm nay mấy năm rồi, bú cường giáp. Bú cường giáp. Dạ. Rồi nó đau nhức, ngoại khó thở ha. À, khó thở bằng đêm ngoại ngước không. Dạ. Rồi bữa nay mới đi lấy thuốc uống. Dạ rồi. Hôm nay gặp ngoại cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ tặng cho ngoại một phần lì xì nho nhỏ nha. Dạ. Của ít lòng nhiều. Nha. Chú Chí chúc ngoại phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Cho ngoại nhiều, ngoại cảm ơn nhiều. Dạ, chú Chí tặng cho ngoại 400. Dạ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Ngoại may mừng lắm. Dạ. Ngoại cảm ơn mấy con nhiều. Dạ. Đồng hảo tâm cho ngoại. Dạ. Thường ngày ngoại cũng đi ăn xin chứ ngoại không có làm gì nổi. Dạ. Chứ bữa nay đi hết nổi rồi mới đi ấy thuốc. Mới đi khám ha. Đi. Dạ. Khám. Thì chú Chí chúc ngoại phục hồi sức khỏe. Dạ, ngoại cho con hỏi cái này, cái là ngoại bên đạo cũng đạo gì vậy ngoại? Ngoại đạo Phật. Đạo Phật. À. Mà từ đó tới giờ ngoại có máy giảng kinh hay là máy nghe pháp không? Có, ngoại gầm mùng 1 là ngoại phải đi chùa. À không có, ngoại có cái máy để nghe không á? Có nghe cái máy giảng kinh á. À, dạ. Mô Phật á. Dạ, vậy là ngoại có hả? À, ngoại có. Dạ. Rồi thôi con xin anh Chí tặng cho ngoại ha. Chú Chí tặng cho ngoại một cái máy giảng pháp nha. Dạ dạ. Dạ. Cái này chẳng những có mô Phật mà còn có giảng pháp nữa. Dạ. Ngoại mỗi khi đau nhức ngoại gán bật lên để nghe ha. Bật nghe. Dạ. Thôi ngoại cảm ơn. Dạ. Chú Chí. Chú Chí. Dạ. Nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc ngoại phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Con xin phép chào ngoại nha. Con chào ngoại nha. Dạ. Dạ đúng rồi, lớn tuổi con mới gửi được. Dạ. Thông cảm giùm con. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 60 à. À 60 bằng cô thôi hả? Dạ. Bắp này giờ mình bán nhiêu trái cô? Bán trái thì 5.000. Một trái 5.000. Một ngày mà cô bán cô trừ hết chi phí thì mình được còn khoảng bao nhiêu? Lại 200 mấy gì à. Dạ, vậy cũng ít ha. Ừ. Dạ, hôm nay thôi gặp cô là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép chú Chí, một nhà hảo tâm ở Mỹ nha, tặng cho cô 10kg gạo nha, để ăn cùng gia đình. Chúc cô sức khỏe và mua mai bán đắt với tấm lòng của chú Chí nha. Cô nhắn gửi gì với chú Chí không? Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn cô. Con xin phép chào cô. Có một bà nào quá già, bác không đi ra chợ được, nhưng mà con bác thì bị tai nạn rồi khổ lắm, mà anh có thể lại nhà giúp. Dạ bà không, được không? Em không có vô nhà, chị thông cảm. Gần bên đây hả? Dạ gần, em cũng không đi nữa. Rồi không có gì, chị. Mình kêu bác chở bác ra đây được không? Dạ. Em đi hai tước lục bình bác. Em sắp về rồi, nếu chung thì hữu duyên thì em gửi thôi ha. Dạ. Con à, dạ. Chắc nội hỏi một tí nha. Dạ con nghe hồi nội. Hồi nãy con nói cho cuốn kinh đó, mà nội nói có rồi, giờ con cho nội được không? Dạ rồi. Nghe thôi, là đọc đó ha. Ừ. Thôi con gửi tặng cho nội nha. Con cho nội đi. Dạ, rồi nội dinh sức khỏe. Ừ, cảm ơn con nhiều nha. Đây là cái máy con, hả? Con về cũng giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ không có, người già con mới gửi tặng được. Nha. Chú gửi tặng chú đi ra ngoài. Chú 63. Dạ thôi con tạm biệt. Đây bánh trái cây. Nó ra chợ kinh cùng này bán trái cây hoa thì cũng nhiều đa dạng lắm nè cô chú anh chị ha. Cô sinh năm mấy?
cô 63 tuổi á, cô giận á. Nhưng mà cô phải sinh năm mấy thì con mới biết chứ. Con biết chữ rồi con. Một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? À, cô bán có 100 tờ nè. Cô bán về cô có lo cho ai không? Cô cũng lo cho con gái ở nhà đó. Dạ, đâu cô cởi nó xem thử tóc đi cô. Cô nhộm. Rồi thôi hôm nay gặp cô có duyên ha. Con sẽ thay mặt chú Chí ở Mỹ tặng cho cô 10 kg gạo nha. Cô ít lòng nhiều nha. Vậy cảm ơn con. Tấm lòng của chú Chí tặng cho cô. Dạ. Cảm ơn con nha. Cô nhắn gửi với chú Chí không? Dạ. Cô gửi lại thăm nhà cho mạnh khỏe. Cô cũng khổ ha. Dạ. Rồi thôi chúc cô ngon miệng nha. Cái tấm lòng của chú Chí. Thì con có chờ cô xin cuốn kinh không? Cô nghe hay ai nghe? Hả? Cô nghe hay là ai nghe? Cô nghe mà tại vì cô muốn nghe mà không có máy. Thấy người ta nghe ban đêm á. À, cô nãy thì con gửi cô 300 đó phải không? À, gửi rồi. Rồi thôi chú nha. Chí ở Mỹ tặng cho cô nghe. Rồi chú Chí gửi lời thăm chú giàu giàu sức khỏe nha chú. Cảm ơn chú nhiều lắm nha chú. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi chào cô nha. Ở đây nói chung là em cũng khá bất ngờ vì ngôi chợ này trong đây rộng sạch và đẹp lắm. Đây là bán vải này cô chú anh chị, bán vải, bán thuốc, đủ quần áo, bán tạp hóa. Đa số những hoàn cảnh lớn tuổi thì họ sẽ bán ở ngoài kia thôi. Ở đây thì quầy ăn uống, bán quần áo. Mấy cái này em chia sẻ sơ sơ với cô chú anh chị thôi nha. Những hoàn cảnh khó khăn thì chắc chắn là sẽ không có ở những cái khu vực này rồi. Bán đồ ăn. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 62 rồi. Dạ, một ngày bác bán được bao nhiêu tờ bác? 100 mấy tờ. Dạ, bán vậy bác có lo cho ai không? Hả? Thì vợ con đâu ở nhà, dạ. Sống hàng ngày vậy. Hôm nay gặp bác là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con thay mặt chú Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Tặng cho bác gia đình 10 kg gạo con lấy thảo nha. Dạ. Thì cũng ít lòng nhiều. Rồi, đâu có gì đâu. Chú Chí chúc bác sức khỏe. Dạ, mua mai bán lắc nha. Dạ, cảm ơn. Bác có nhắn gửi với chú Chí không? Dạ, thì bữa nay chú Chí thì xuống đây nói ra thì nó kia mấy người nghèo bán số rồi. Dạ. Đó tôi cũng thành thật cái nhắc cảm ơn. Cảm ơn bác. Rồi chúc bác gia đình ngon miệng. Dạ, dạ chúc bác ngoan bán đắt. Dạ. Rồi chào bác nha. Dạ. Ghé quảng cáo phô chị hết cơ. Dạ. Rồi các chị mua mai bán đắt nha. À. Bán thịt. Thank you.
chắc có lẽ là hết rồi cô chú anh chị ơi. Nhưng mà cảnh lớn tuổi em cố gắng em đi lắm rồi mà có lẽ là hữu duyên với bao nhiêu đây thôi. Dạ con chào ngoại. Ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau đó, còn nhiêu đồ bắp. À ngoại bán vậy đó hả? Dạ. Dạ ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 75 rồi chứ. Dạ bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Sức khỏe cái giò. Dạ. Bữa hổm đi ra nhà thương khám bệnh có 200 mấy người ta móc hết kìa. Dạ trời ơi hai mình nhẫn tâm dữ vậy. Rồi cái vô bác sĩ cho tiền. Dạ. Còn ngoại đi như thế này là ngoại ra ngoại mua đi bán lại hay ngoại hái ở nhà? Trồng bậy được mới vậy đó. Dạ. Còn ngoại bán là ngoại ginh vòng vòng vậy đó hả? Ừ, bưng vậy nha. Dạ. Một bịch đậu bắp này bây giờ ngoại bán bao nhiêu? Cái này bán 10.000. Có 10.000 à? Nhiều quá trời luôn. Tại vì cái này nó rẻ tiền. Dạ. Ngoại bán như thế này thì ngoại có lo cho con cháu nào không? Không, vợ con cháu nó riêng tư cho mà nó cũng nghèo. Dạ. Rồi hai chồng già sống nhưng mà mai sau bữa hổm ổng chết rồi. Dạ. Ổng thở không nổi á. Dạ mất chưa? Chưa. Dạ, cái chưa. Chạy chữa ổng được. Dạ. Để ổng thở được. Dạ. Ổng khẽ rồi chú. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nghe. Dạ. Gặp ngoại là cái duyên. Đúng rồi. Bữa nay là con sẽ thay mặt chú Chí, một nhà hảo tâm ở Mỹ, tặng cho ngoại một phần lì xì nhỏ nhỏ nghe. Của ít lòng nhiều. Dạ. Chú Chí chúc ngoại năm mới sức khỏe. Dạ. Và mua mai bán đắt. Dạ. Chú Chí tặng cho ngoại 500.000. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Chú Chí hả chú? Chú Chí. Dạ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Mừng lắm chứ chú ơi. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Gửi lời thăm chú Chí mạnh khỏe mà ngang phát tài phát đạt. Dạ. Có giúp đỡ cho người khổ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm cái này. Dạ. Ngoại bên đạo gì? Đạo Phật vậy hả? Dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Không có máy nghe kinh mà có cháu ngoại đó. Nó bắt cái gì lên đó rồi nghe. Dạ. Bữa nay con xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng pháp. Dạ. Với kinh Phật nha. Dạ, cái đó mừng lắm ạ. À. Dạ. Nói muốn dữ lắm mà không có. Dạ, thì bữa nay chú Chí tặng ngoại. Cảm ơn chú. Dạ. Nãy giờ muốn xin chú bà này. Dạ. Có cho tôi hay là. Dạ rồi. Xe ôm chở em cái chở em ra ngoài chỗ bến xe Phương Trang em. Dạ không được luôn. Chỉ có người già con mới gửi. Dạ. Cô chú anh chị biết sao hai hoàn cảnh nãy em không gửi không? Tại vì do là họ không có biết nhường nhịn bà ngoại 75 tuổi, họ lấn đẩy bà ngoại ra. Thành ra là em không có ưu tiên cho những cái người mà không biết nhường nhịn người khác. Dạ. Chứ mà em nói chuyện với bà ngoại mà họ đẩy bà ngoại ra, họ ăn hiếp bà ngoại á. Thành ra em không có gửi phần quà đến với những hoàn cảnh đó nữa. Dạ, thì cô chú anh chị cũng hiểu thông cảm giùm em. Hai em cũng không muốn bỏ sót hết mà tính như vậy thì không có nên. Ngày giờ anh chạy được nhiêu anh? Ừ, 100 ngàn không được nữa. Ít chữ vậy hả? 100 ngàn ăn sáng rồi, chưa đó ăn sáng rồi. Dạ, tới giờ chưa ăn sáng luôn hả? 60 ngàn bạc à. Dạ. Chưa đâu có ăn sáng rồi. Được rồi. Chở được tới 2 người gửi sớm. 2 người gửi sớm được nhiêu anh? Hai người sớm đó chở rồi hôm ra giờ chở về được 40.000. 40.000 rồi mới chở nhỏ kia bán bắp về đó. Dạ. Có 10.000 kêu lấy. Dạ. Ở
anh thả em bên lề đây đi. Rồi thôi, cảm ơn anh. Rồi hôm nay gặp anh là cái duyên nha. Bữa nay em sẽ xin phép anh Chí ở Mỹ tặng cho anh phần quà nhỏ nhỏ, cô ít lòng nhiều. Chúc anh sức khỏe nha. Giờ chạy có thêm nhiều khách hàng nữa nha. Rồi chào anh. Rồi bây giờ thì em sẽ tổng hợp lại em còn giữ bao nhiêu nha cô chú chị, của anh Chí nha. Vậy là coi như là 10 triệu em phát không có hết. Sẽ tổng hợp lại số tiền. Đây, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Giờ là em phát có 8 triệu thôi cô chú anh chị. Dạ, hồi nãy là bên chợ anh kia em phát 300 ngàn. Qua đây 9 triệu 7, rồi phát 8 triệu. Vậy là coi như tổng cộng là sáng ngày hôm nay em chỉ phát anh Chí là 8 triệu thôi. Dạ, còn cọc 100 với bên kia là còn Y Thinh. Đây là 12 triệu. Thì chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Chí đã hỗ trợ những phần quà cũng như là những cái máy đến với cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Thì cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc anh Chí cũng như cô chú anh chị sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.